Anh vợ. Đi đâu vậy? Tưởng anh chạy đi luôn rồi chứ. Đi mua đồ cho bà già. Ghé chơi không có được đâu. Đừng có xí gạt em nha. Vô quán em đi. Trời đang nóng đực vậy nè. Vô phòng lạnh cho tụi nó tắm hơi. Đã lắm. Khùng hả mày? Nắng nóng muốn điên đầu. Vô trọng tắm hơi massage cho nó chết thiệt luôn hả? Thì thôi, vô uống với em lon bia cũng được vậy. Xong rồi muốn đi đâu thì đi. Tao mà uống, uống một thùng chứ uống chi một lon. Thôi để bữa khác đi. Anh vợ lóng rài á, hình như anh vợ giận em hay sao á. Anh khai thiệt đi, cứ mình nên đi qua thị trấn chơi à, mà không ghé chỗ em chơi tí nào hết á. Ai nói với mày tao qua thị trấn chơi? Chơi bờ gì bên đó. Tao đi tái khám, đi học công an, mệt muốn đứt đuôi luôn chứ sung sướng gì. Anh mận gì mà để công an dịnh vậy? Mận cái gì đâu. Họ kêu lên kêu xuống để tra hỏi tìm hung thủ đó. Hung thủ là cái thằng bịt mặt mà xử anh vợ hôm bữa đó hả? Ôi, hú hồn luôn. Em cũng lên xã mấy bận vì cái vụ đó nè. Mày nhớ kỹ coi, cái thằng xe ôm đó là ai quen. Nắng quá à. Vô quán em nói chuyện chơi đi. Bữa nay không muốn uống bia á thì mình uống cái khác. Uống cái gì cũng được. Quán em thứ gì mà không có? Có từ thời trọng không? Không. Ủa, mà anh vợ cự nó hả? Thôi kệ đi, tại anh vợ chưa gần gũi với nó. Chứ cái thằng đó cũng chơi nhiệt tình lắm á. Sao mà kêu bằng thằng, phải kêu bằng dượng chứ. Thôi mà, vô quán chơi với em chút đi. Hả? Đi. Hử? Mày đi đâu qua đây vậy? Em đi học. Mày chức lớn quá ha. Nói dốc anh chi, mới họp xong giờ em ghé qua chợ mua tim sen khô cho má nè. Mày đừng có nói mày bắt cặp đi học với bác sĩ Danh nha. Thì làm chung, đi học chung có gì lạ đâu. Rồi cũng tới lúc ngủ chung á, tới đó mới lạ ha. Thôi nghe, lên xe tao chở về. Chưa tới giờ mà bây giờ cũng chưa có đòi về nữa. Vậy thì kiếm quán nước ngồi nước nắng. Lên xe. Không, em còn đi mua đồ cho em nữa. Mày mới từ trong chợ ra, đừng có gạt tao nghe. Mày hẹn hò đúng không? Em có mận gì sai đâu. Có bao giờ ai thấy mình sai đâu. Đừng có cãi tay đôi với tao giữa đường nha. Lên xe. Không.